Cùng với dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, đau mắt đỏ vẫn diễn biến phức tạp, các dịch bệnh về đường hô hấp, cúm cũng đang có chiều hướng tăng cao số ca mắc do ảnh hưởng của thời tiết giao mùa thu đông gây nguy cơ dịch chồng dịch. Tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, những ngày gần đây, số trẻ nhập viện tăng khá cao, khiến một số phòng điều trị quá tải. Bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa cho biết, theo dịch tễ bệnh dịch, vào giai đoạn cuối tháng 10 và tháng 11, số trẻ nhập viện thường gia tăng, nhất là nhóm trẻ dưới 5 tuổi, trẻ hay mắc một số bệnh đường hô hấp. Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ được đưa tới khám điều trị các bệnh về đường hô hấp, cảm cúm tăng khá cao. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, những ngày qua, lượng bệnh nhi mắc bệnh hô hấp nhập viện cũng có xu hướng tăng nhanh. Bác sĩ Lê Minh Lan Phương, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông tin, mỗi ngày bệnh viện khám khoảng 4.500 bệnh nhi, cao điểm có ngày lên đến khoảng 5.700 ca. Cùng với sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp, một số dịch bệnh khác vẫn diễn biến phức tạp. Mới đây tại Hà Nội đã ghi nhận hai trẻ ở huyện Chương Mỹ và huyện Phúc Thọ bị viêm não Nhật Bản. Bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, viêm não Nhật Bản có tỷ lệ tử vong lên đến 30%. Trẻ nhỏ mắc viêm não Nhật Bản thường có các triệu chứng như sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, ớn lạnh. Với những trường hợp bệnh nặng có thể có các biểu hiện co giật, giảm khả năng nhận thức.